Chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Ô Tô, chuyên các cái dòng xe giá rẻ cho tất cả mọi nhà. Hôm nay thì bên em về cho các bác một chiếc Toyota Rush 2019, xe còn rất là đẹp luôn, dàn lốp còn zin nguyên và xe mới chạy được đúng 4 vạn chuẩn chỉ các bác nhá. Chạy được đúng 4 vạn chuẩn chỉ luôn, nội thất xe vẫn còn gần như là mới tinh và chiếc xe này gọi là xe lướt cũng được rồi. Động cơ thế hệ máy mới đua VTBI, mức tiêu thụ nhiên liệu rơi vào tầm khoảng 5,5 lít 5,8 lít trên 100 cây. Và đây cũng là một cái dòng xe mà được rất nhiều người lựa chọn luôn. Vì vừa khỏe vừa rẻ mà lại động rộng rãi bên trong, tiện nghi. Xe này thì nói chung là về độ chất thì khỏi bàn rồi. Điều hòa vùng trước vùng sau đấy, mát, đấy, khỏe. Và hệ thống an toàn thì ok đấy. Điều hòa auto, số tự động các bác nhá. Và đây là một chiếc Toyota Rush bản S 2019, nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Indonesia. Đấy, xe vẫn còn rất là tươi tắn luôn, sạch sẽ, lớp sơn zin của chiếc xe thì rơi vào tầm khoảng 90%. Còn em này thì đương nhiên rồi, theo thời gian 5 tháng thì có thể những chi tiết nó không được như xe mới. Nhưng mà nói chung tổng thể thì đây có một chiếc xe các bác có thể gọi là bọc ly lông phát cái là sạch sẽ rồi. Đấy, xe ngon, bao chất, bao chuẩn chỉ luôn nhá, cảm biến sau đầy đủ. Và em này thì nói chung là có rất là hiện đại. Đấy, gầm cao máy khỏe và gầm bệ rất là chắc chắn, tôn vỏ căng. À, xe thì không có lỗi lầm. Đây, nội thất bên trong xe vẫn còn tươi. Nội thất ghế da zin của xe đấy ạ, vẫn còn rất là ngon nhá. Và dòng này là một cái dòng xe số tự động gầm cao dẫn động cầu sau, lành bền cho mọi nhà. Đăng kiểm thì đến tháng 4 năm 2024. Đấy, bác nào mà yêu cái dòng Toyota Rush này thì qua bên em Vũ Duy Ô Tô xem xe trực tiếp. Đấy, lái thử trải nghiệm. Bên em thì bao cam kết chuẩn chỉ cho bác là xe là không có lỗi lầm, không đâm đụng tai nạn, máy số là còn zin nguyên. Đấy, gầm bệ chắc chắn và sơn zin của xe là còn rất là nhiều. Đấy, tôn vỏ của xe thì căng bóng rồi này. Và em này thì biển Hải Phòng 15A58631 các bác nhá. Mặt ca lăng của xe thì tương đối là khỏe khoắn với mạ không mạ chrome mà nó chỉ mạ sơn đen thôi. Đấy, độ bóng rất là cao và khả năng gọi là nhìn hầm hố hơn. Hệ thống đèn của chiếc xe là đèn pha headlamp. Đấy, xịn sò, công nghệ mới. Đấy, đèn mờ đen theo cái đúng form, đúng dáng của hàng này rồi. Và các bác có thể để ý cái thiết kế của nó lại. Đấy, toàn bộ thiết kế của xe là gân guốc rất là nổi bật. Với những cái dòng xe SUV thì sự lựa chọn Toyota Rush cũng là một sự lựa chọn rất là mới mẻ. Với động cơ máy là 1.5, ăn xăng rơi vào tầm khoảng 5,8 lít đối với đường trường. Một mức tiêu thụ rất là ấn tượng đối với cái dòng xe SUV gầm cao. Và Toyota Rush cũng là một cái dòng xe mà đánh có thể gọi là đối thủ xứng ngang với dòng Xpander của Mitsubishi. Đấy, xe thì rất là ngon rồi, công nghệ thì đấy, nó ngập tràn như vậy. Thì bác nào mà quan tâm thì có thể là tham khảo thêm về công nghệ nhá. Toàn bộ sơn si của xe là căng đét luôn. Đấy, xe là không có độ bóng, không lệch màu. Đấy, còn chuẩn chỉ luôn nhá, tôn vỏ này, toàn bộ tôn là mỏng luôn. Và lốp này là lốp zin các bác nhá, chạy 4 vạn chuẩn chỉ lốp zin. Lốp 2019 đây là còn nguyên đây này. Đấy, 2019 lốp còn nguyên. La răng phay, đấy, la răng phay rất là xịn sò, phanh đĩa. Đấy, bánh trước và đằng sau là phanh tăng trống các bác nhá. Cua lốp của xe là vẫn còn nguyên, nguyên lòng đây này. Đấy, nó không có mục mọt tí nào. Và toàn bộ bên trong đây, lòng bên trong đây các bác này. Đấy, toàn bộ lòng bên trong vẫn còn rất là mới nhá. Sạch sẽ. Và em này thì có xi nhan tích hợp trên gương, gương chiếu hậu của xe thì cũng khá là cách điệu. Nhưng mà trông bên ngoài vậy thôi, nhưng bên này thì hơi nhỏ. Cái này điểm trừ. Riêng cái này là điểm trừ của gương chiếu hậu Toyota Rush. Đấy, thế còn toàn bộ tôn cánh này. Tôn cánh của xe là còn ngon nguyên nhé các bác nhá. Tay nắm cửa không mạ chrome nhưng mà có khóa khiển thông minh, mở ra chạm vào nhẹ nhàng. Và cái này thì chỉ cánh của xe là toàn bộ là bao zin các bác, nguyên, nguyên bản luôn. Vâng, xe lướt thì đây là bên em sẽ bao zin nguyên bản. Tapi bên xe thì nó thể chơi quả màu rất là nổi bật luôn. Đang nội thất màu đen, đây các bác nhìn này, thì lại có quả phần tapi là nội thất màu sáng, sáng rực rỡ luôn, có thể gọi là kem trắng được rồi. Tapi nỉ xịn sò, sờ rất là mềm mịn này, nỉ này. Đấy, sờ nỉ rất là mềm luôn nhá. Và các cái phần vân sần của tapi là còn nguyên. Kính điện thì lên xuống là một chạm auto ngon lành cành đào, nhẹ nhàng luôn. Đấy, kính lên xuống rất là nhẹ nhàng. Và em này thì đã bao cho bác là toàn bộ kính là bao zin nhá, có chống chói và có chống nhìn trộm ở bên trong. Đấy. Và nói chung là nội thất bên trong cái dòng này thì nó rộng hơn, ngang chiều ngang rộng hơn dòng Xpander. Đấy, chiều cao cũng rộng hơn một chút. Tuy nhiên là option thì có thể là thua hơn một chút thôi. Đấy. Và phần vô lăng thì các bác nhìn là vô lăng này, ABS của xe, da khâu ấy, da khâu của xe là còn ngon nguyên.
nguyên bản nhá, da không nguyên bản này. Đấy, và bên này thì các bác có thể để ý là logo rồi, còn nguyên túi khí an toàn. Đấy, các cái phím này nó còn như mới luôn này, không có bị mòn nhá, không có bị mòn một tí nào. Đấy, vẫn còn nguyên độ bóng này. Và cái phần cụm đèn này, cái chỗ mà hay sờ nắm này, nó vẫn còn rất là rõ ràng. Đấy. À, gạt mưa, gạt kính trên xe là còn nguyên luôn. Đấy. Và em này thì có màn hình TOTA đầu của hãng luôn. Đấy, kết hợp với điều hòa auto. Và các bác có thể để ý là có cả nút khóa túi khí này. Đấy. À, điều hòa auto này và cổng sạc 12V nhá. Tay nắm cần số của xe thì vẫn còn nuột nhá. Nói chung là tầm này tối tối rồi thì sẽ quay nhanh bên trong thôi, nó hơi tối một chút. Đấy, chạy được 4 vạn. Đấy, trời hơi tối một chút các bác thông cảm nhá. Ốc này, toàn bộ dàn ốc ở trên. Đấy, là chưa có động chạm nhá. Ốc này là chưa có động chạm luôn cả dàn. Bên đằng sau cũng vậy này. Đấy, các bác nhìn đằng sau đây. 2019 sản xuất tại Indonesia nhá, còn ngon nguyên này. Đấy. Đấy, 2019. Và cái dòng xe này cũng là một cái dòng xe gầm cao giá rẻ cho mọi nhà. Một mẫu SUV với cái giá tiền rất là ok. Em này thì bác nào mà chưa điều kiện thì các bác có thể là trả trước tầm 300 triệu. Còn nếu mà các bác có điều kiện rồi thì các bác sẽ trả là hơn 500 thôi. Vâng, một mức giá rất là thơm lành với cái dòng xe Toyota Rut. Đấy, trần của xe đây các bác nhìn này, sạch sẽ nhá. Điều hòa vùng sau đây, nó chơi thẳng lên trần như là những dòng Toyota Innova hay là Fortuner. Tuy nhiên cái dòng này thì vừa được kiểu dáng trẻ trung, vừa là đời cao giá nó lại rẻ. Nói chung là hơn 500 thì sự lựa chọn ấy, mẫu xe này cũng là một sự lựa chọn rất là ok. Mức tiêu thụ ngoài đô thị là 5,8 lít, còn trung bình là 6,7 lít trên 100 cây các bác nhá. Động cơ máy khỏe, lành, động cơ máy mới, thế hệ mới, chạy rất là ok. Đèn hậu này, đèn hậu này, kế led rất là xịn với đèn là không có ố mốc, rạn nứt tí nào. Đèn đây. Và cái dòng này so với các cái dòng xe cùng phân khúc thì đương nhiên là tên tuổi Toyota thì nó cũng khá là ok rồi, nổi tiếng rồi. Còn về độ chất, độ bền của cái dòng này thì cũng các bác yên tâm. Mua về thì các bác không phải suy nghĩ luôn. Bảo hành, bảo dưỡng hãng định kỳ đầy đủ thì là cứ vậy là chạy thôi. Đấy, các bác nhìn ạ, toàn bộ các cái ốc cánh này, ốc này. Đấy, của xe là còn ngon nguyên nhá. Còn nguyên luôn. Và xe thì cam kết là chưa có động chạm gì cả, kể cả những cái ốc này này là chưa có động chạm này. Đấy. Chất xe cứng luôn. Và xe tư nhân chính chủ biển Hải Phòng thì bao giờ nó cũng sướng rồi các bác ạ. Nói chung là xe lướt thì các bác mà thích mua những cái dòng này thì các bác sẽ rẻ hơn là xe mới, có tầm khoảng hơn trao gần 200. Đấy, rẻ hơn gần 200. Đấy, mặc dù các bác sẽ đỡ được rất nhiều tiền nhá. Đấy, các bác đỡ được tiền từ thuế cho đến cái tiền khấu hao ấy ạ. Mà xe này thì vẫn trả góp bình thường. Các bác có thể trả góp chậm trong vòng tầm khoảng 5-7 năm. Ok, không vấn đề gì. Đấy, toàn bộ chỉ eo cánh của xe là bao ngon luôn. Chất xe thì ở đây cũng là một chiếc xe tương đối là cứng luôn đấy ạ. Vâng. Cứng đét luôn. Và nội thất này. Đấy, ngoại thất bên ngoài các bác nhìn đấy ạ. Đấy, gân cabo này. Đấy, và bây giờ thì ta sẽ cùng đề nổ chiếc xe nhá. Em này thì đăng kiểm thì đến tháng 4 năm 2024. Còn đến tận năm sau cơ. Đề nổ start up thông minh này. Đấy, ấn cái là đề ngay. Đấy, máy rất là ngon. Êm. Và xe thì bao cứng cho các bác luôn nhá. Đấy, bao cứng cho bác luôn. Bác nào mà yêu thì các bác cứ qua cửa hàng có nghiêng trực tiếp xem xe. Chưa có kịp rửa dọn máy đâu. Đấy, máy nó vẫn còn nguyên bụi bẩn đây này các bác ơi. Đấy, còn nguyên bụi bẩn luôn nhá. Máy còn zin, keo vách máy là còn nguyên. Và keo mặt máy cũng còn nguyên. Đấy, bên này này. Đấy, ốc là chưa có động chạm. Đấy. Và em này là động cơ thế hệ máy mới này. Máy nó rất là nhỏ, nó không hề to như cái dòng động cơ cũ. Và ắc quy cũng thế, ắc quy thì cực kỳ nhỏ luôn. Đấy, thon gọn như những dòng Morning i10. Đấy, động cơ vừa nhỏ vừa sang chảnh. Mà con này là ABS đây. Đấy, rất là xịn sò luôn, còn nguyên nhá. Và em này được sản xuất tại Daihatsu Moto. Đấy, bát bèo cái đầu giảm sóc đây của nó là còn nguyên này. À, các bác có thể nhìn cái phần đầu răng ở bên phía bên này. Đấy, toàn bộ đầu răng ở đây. Đấy, xe là còn cứng nét luôn. Và các cái phần từ tai đèn cho đến các cái phần gân của các cái phần khung sườn phía trước đây là còn nguyên. Đấy, còn ngon nguyên nhá. Tất cả các cái phần này của xe là còn ngon cứng luôn. Và các bác nào mà quan tâm đến cái dòng xe này thì các bác có thể là qua bên em xem xe trực tiếp luôn tại cửa hàng Đông Sơn Thủy Nguyên Hải Phòng. Đấy, chỉ keo là bao zin cho các bác luôn này. Toàn bộ cánh chỉ bao zin keo luôn đấy các bác nhá. Và xe thì bên em đang bán giá rất là hời rồi. Nên là bác nào mà quan tâm thì điện thoại ngay cho em qua số 0869 158926 nhá.
Rất vui khi được các bác có những chiếc xe vừa rẻ vừa ngon tại em Vũ Dư Ô Tô. Và rất vui khi được các bác có những chiếc xe đi lại an toàn, tránh mưa, tránh nắng. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe giá rẻ tại bên em. Cảm ơn các bác. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.